Hello các bác này, đây là sản phẩm mới của mình ha. Bên mình mới về cái sản phẩm này nè, K5911B ha. Đây là loại 100g quý vị. Nó có tính năng và chuyên dụng về cho các đèn chó, đèn dán, những đèn úp á, thì nó chuyên dụng về ngành đèn hơn. Là chủ yếu là ai mà xài những cái đường ốp chó, cái ốp chó mà đưa cái chó vô á, thì để dán á, là dùng cái này ha quý vị. Rồi để mình coi coi nó ngoài ra nó có tính năng gì. À, sử dụng pham dùng pham phả. Cái này nó ở nhiệt độ cao thấp đều được ha quý vị. Nhiệt độ của nó từ 500 tới 200 độ C và khả năng ở chịu nhiệt độ cao nhất là đạt tới 250 độ C ha quý vị. Công dụng thì thích hợp để dán và hàn kín các linh kiện điện tử và sản phẩm cơ khí. Rồi nói chung là cái nó mình đọc coi có rồi nói chung hạn sử dụng thôi, về mặt rồi dán keo rồi là nói chung là vậy thôi. Nó dùng cho ngành đèn, các bạn mà chơi đèn hay lắp đèn hay những cái gì là dán rồi là rất là được ha. Với cái nhiệt độ lên tới cao nhất là 250 là quá ok rồi. Trong về cơ khí này kia về ngành đèn là ngành điện đèn là các bạn vừa sử dụng được hết, là những đèn mô tô là chủ yếu. Rồi mình xin phép ha, cái này ai có nhu cầu thì liên hệ bên Shopee hay Lazada hay là Facebook của mình cũng được ha. Về cũng hơn 100 tiếp thôi, mình về 100 tiếp để bán thử thôi. Rồi cảm ơn.